Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu headset. Và ở tập trước á, thì mình có chế tạo lại cái cây búa siêu sao này để có đủ sức tấn công và đánh bại hai con boss, đó chính là Urghast cũng như là Knight Phantom. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục nâng cấp thêm vũ khí nha. Mình đã sử dụng cái cung tinh thể lava này rất là lâu rồi, thế nên hôm nay mình sẽ nâng cấp nó lên một cấp độ xịn hơn, đó chính là cung bằng vải của rồng Ender. Và để chế tạo được thì mình cần phải có vải rồng Ender trước hết nè. Kế tiếp là chỉ cũng như là một ít cái hơi thở của rồng. Và mình sẽ cho vô cái bàn chế tạo màu xanh này, vì bàn này thì mới có đủ kích thước để làm đó. Sau đó thì mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy. Và cuối cùng là những cái lọ hơi thở của rồng. Chà đà, mình đã được một cây Ender Dragon Bow. Cây này thì nó sẽ có 1.5 sát thương cộng thêm lẫn các bạn ơi, rất là xịn luôn á. Và bây giờ thì mình sẽ gỡ những cái dòng enchant trong cái cây cung bằng tinh thể lava này ra nhá. Và mình sẽ ép vào cây cung Ender để cho cây cung Ender thật là tốt. Rồi, gỡ ra nè và ép vào cây cung. Đó, vậy là mình đã có được một cây cung Ender rồi. Và ngoài ra trong thời gian giữa hai tập thì mình có farm thêm gas á để chế tạo những cái tinh thể lava và farm thêm vải rồng rồi, nhưng mà như đây thì vẫn chưa có đủ để chế tạo cái set đồ của rồng Ender đâu. Thế nên một xíu nữa thì mình sẽ xuống DN để triệu hồi thêm và đánh tiếp đó. Còn những cái trophy của rồng Ender thì mình không biết đặt ở đâu nữa, tại vì giờ mình có quá trời trophy rồi nè, chắc mình sẽ cất vô rương hoặc là treo lên trên mấy cái item frame quá chứ. Giờ mình đặt là không chứa nổi trong nhà luôn á. Rồi cất vô đây, đó 5 cái trophy của rồng Ender. Và hôm trước mình có mở cái loot bag và rơi ra một cái bản đồ kho báu nè. Trước khi đi đánh rồng Ender tiếp á thì chắc mình sẽ đi khám phá bản đồ kho báu một xíu nha. Ủa mà cái bản đồ này gì kỳ á ta? Bản đồ này kỳ ghê luôn á, không biết có phải bản đồ kho báu không nữa, nhưng mà chắc bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tìm nha. Ơ mà quên mình chưa có mặc áo giáp nữa, một hồi đi nhiều khi bị quái quánh chết. Và với việc farm rồng như vậy thì mình cũng đã sửa được cái bộ giáp của vua khám phá rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình có thể thoải mái mà mặc đi khám phá luôn. Rồi giờ thì tay cầm bản đồ lên và cùng nhau tìm kho báu nào. Ủa cái cánh đâu rồi ta? Hình như mình cất cái cánh vô cái giá treo đồ đúng không? Có không? À đúng rồi nè, cái cánh cất trong giá treo đồ nè. Và cánh dơi á, mình xài cũng rất là lâu rồi. Để coi nhà mình còn một ít cái lọ hơi thở của rồng, để mình sẽ chế tạo cái cánh của rồng cho nó xịn hẳn luôn nha. Và để làm được cánh rồng thì mình cần phải có bột tiên nè, hơi thở của rồng, một ít vàng cũng như là kim cương đó. Rồi giờ thì mình sẽ cho vô bàn chế tạo nè. Để mình nhớ công thức coi, hình như hai cái lọ này kim cương ở đây, bột tiên ở giữa và vàng ở dưới. Đúng luôn. Ồ đúng rồi, Raiden Queen. Rồi giờ mình sẽ lấy cái cánh rồng này nha. Và không thể thiếu đó chính là mình sẽ nâng cấp nó cái dòng mà chậm ống 3, để việc sử dụng cánh rồng của mình được kéo dài hơn. Và bây giờ mình sẽ thử mặc vô coi nó có phù hợp với set đồ này không. Nhìn sơ qua thì nó không hợp cho lắm. Cái set đồ vua trộm thì chắc có vẻ hợp hơn á, đúng không? Nó đúng rồi nè, nó có cùng tông màu đỏ, nhưng mà set đồ vua trộm thì nó lại bị hỏng cái nón khi mà mình đánh với con gát mất tiêu rồi, nên không có thể nào mặc và búp thêm được á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu vào việc đi tìm kho báu thôi. Mình đã di chuyển về hướng bắc xong rồi nè. Giờ mình sẽ di chuyển về hướng đông một xíu. Ui nó mở ra quá trời nè. Và mình cũng đã gần tới rồi. Để mình coi có con boss tòa tháp đây không. Có luôn hả? Đơm con boss tòa tháp luôn. 2 hit, 3 hit, 4 hit nè. Để coi mất bao nhiêu hit để đánh bại. Ui 5 hit thôi. Trời ơi. Con boss tòa tháp lúc trước bán hành mình giờ chỉ cần vài hit thôi là đi rồi. Rồi giờ mình sẽ xuống dưới để lấy thêm một vài món đồ trước khi trở ra tòa tháp nha. Rồi giờ đi thôi. Tòa tháp đang thật. Tòa tháp đang sập. Tại vì khi mà đánh bại xong á thì tòa tháp sẽ bị sập các bạn ơi. Thôi kệ, dù sao thì đánh bại boss xong rồi. Và cái bản đồ kho báu này, ui nó nằm ở dưới vách núi à. Ngay đây không biết. Ồ đúng rồi. Giờ mình sẽ dùng xẻng để đào ra nha. Kho báu gì đâu nằm trên mặt đất ta. Rồi. Không biết nó cho mình món đồ gì nào. Lần trước là cho toàn đồ dởm không đó. Lần này mà cho đồ dởm nữa chắc mình nghĩ tìm kho báu trong mấy cái bản đồ này luôn. Ba la.
Ui, con báo gì kỳ vậy trời. Trời ơi, tưởng đâu kho báu xịn lắm mà về mấy cái bản đồ kho báu này nó toàn troll mình thôi, không bao giờ nó cho mình đồ xịn hết á. Lần trước mình cứ tưởng là nó troll, ai về lần này nó troll nữa thì cái tình luôn. Mình bó tay luôn á. Thôi tạm thời thì gác qua chuyện tìm kho báu đi, bây giờ thì mình sẽ trở lại cái cổng kết thúc á, để mình đi xuống dưới và triệu hồi thêm rồng Ender 3 lần nữa để farm á các bạn, tại vì mình cần khá là nhiều vải của rồng để có thể chế tạo giáp của rồng lận. Mình sẽ đập khối này ra và bước vào cái cổng kết thúc thêm một lần nữa nha. Bước cái này đi. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình xuống thế giới DN và triệu hồi rồng một lần nữa nha. Rồi, đây là con rồng kế tiếp mà mình đang triệu hồi nè. Mình sẽ đánh con rồng này nhanh thôi các bạn ơi, tại vì cái vũ khí của mình nó cực kỳ xịn. Rồi, đập vài hit là con rồng nó đi. Nên farm nó cũng không khó cho lắm. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ... Ui! À hết hộp. Ủa? Trái tim của Enderman. Gì mà hôm nay mình không biết ta. Mình có thể ghép trái tim của Enderman lại á để chế tạo những cái món đồ mới đó. Ồ, và nó cũng có khá là nhiều công thức liên quan nè. Rồi và Reminder đã được triệu hồi, mình sẽ đánh mà không. Chưa 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 đập cái này trước. Tại vì để đánh rồng dễ hơn á thì mình cần phải đập cái Phalanx để cho nó đừng có hồi máu các bạn ơi. Nhưng mà nếu mình đánh không gì cũng được, nhưng mà phải bay liên tục theo rồng á. Đó, rồng đánh mình còn bị phản đam lại cơ. Rồi giờ mình sẽ thử đuổi bắt rồng nha. Không được, không được, không được rồi. Mình phải làm theo cách cũ thôi, đó chính là phá cái Phalanx á. Để không thôi là rồng nó hồi máu á. Rồi giờ thì phá hết mấy cái này thôi. Hy vọng mình farm thêm một lần nữa sẽ đủ nha, tại vì mình farm cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà cũng mình đoán là cũng không đủ đâu, tại vì cái set đồ mà rồng Ender á cần rất là nhiều vải rồng lắm á các bạn, chứ không đơn thuần là chín cái vải để làm một món như lúc trước đâu. Đây, ở đây còn một cái nữa nè, mình sẽ đập nốt cái này. Còn hơi thở của rồng thì mình có nhiều rồi nên mình cũng sẽ không có farm thêm. Ủa sao đập này không được? Rồi, được rồi nè. Vậy là mình đã phá nốt mấy cái Phalanx. Bây giờ thì chỉ cần tìm cái con rồng và tiêu diệt thôi. Sẵn đây á, mình sẽ test sức mạnh của cung rồng Ender. Cung rồng Ender nè. Ủa nhưng mà sao mình mình bắn cung dở quá à, bắn hụt hết trơn. Rồi, bắn lại thêm một lần nữa. Lần này thì trúng rồi. Ui, hụt nữa. Lần này cứ trúng không? Đấy, cung rồng Ender có vẻ mạnh hơn cung Lava Crystal một xíu. Ui nhưng mà khó canh quá. Rồng bay hơi nhanh đó nha. Rồi đáp xuống chưa nè. Mình chỉ đợi cái khoảnh khắc mà rồng đáp xuống á, tại vì lúc đó là mình có thể gây được nhiều sát thương hơn. Trong lúc bay thì mình sẽ sử dụng cung nè. Đó và cây cung của mình bắn ra các bạn có để ý nó khác khác gì không? Tại vì nó sử dụng cái mũi tên được lấy từ thế giới Between Land á, nên nó khá là đẹp. Ui ui. Ui rồng bay nữa rồi. Không dám đứng lâu á, tại vì đứng lâu thế nào cũng bị mình đập cho chết queo à. Rồng bay lắc léo quá nên mình cũng khá là khó canh á. Để mình nhắm kỹ kỹ một xíu. À, đáp xuống, đáp xuống, đáp xuống. Rồi, lần này mình nghĩ là mình có thể kết liễu được rồng luôn đấy. Mình có bay nhanh quá nha. 2 hit nè, 3 hit nè, 4 hit nè, 5 hit. Hình như mình chỉ đánh khoảng 5 hit thôi là rồng sẽ tự động bay á các bạn ơi. Trong lúc bay mình sẽ kết liễu rồng luôn. Ui, à, Enderman chính cái lửa mà lúc nãy mình triệu hồi rồng á. Thảo nào nghe tiếng Enderman mất máu chứ. Ui, mình bắn cung vậy thì toang rồi. Bắn ngục hết trơn à. Đó, đúng rồi, khoảng 2 hit nữa thôi. Một hit cuối cùng. Vậy. Đó, chỉ mất khoảng tầm 2 đến 3 phút thôi là mình có thể đánh bại được một con rồng rồi. Và nó rơi ra gì nào? Một ít cái vải rồng nữa. Giờ mình đã có được 59 rồi. Bây giờ mình sẽ farm thêm một ít cái đá e này nữa. Tại vì công thức chế tạo của cái bộ giáp rồng Ender cần tới loại đá này, nên mình sẽ farm một ít mang về nhá. Còn mấy cái lava crystal thì mình có cũng khá là nhiều nên mình nghĩ cũng đủ. Để bây giờ mình sẽ lấy khoảng 27, khoảng 30 đi. 30 rồi nè. Giờ thì mình sẽ trở về nhà và chế tạo luôn thôi. Hy vọng tưởng đâu mình ngủ bờ ngủ bụi chỗ nào nó dịch chuyển về chỗ khác là chết á. Rồi giờ thì mình sẽ lấy những thứ cần thiết ra ngoài. Hơi thở của rồng mình có 10, trong đây còn một ít nữa. Rồi giờ thì mình sẽ cho vào cái bàn chế tạo màu xanh này và ấn theo công thức của bộ giáp rồng Ender.
Giáp rồng Ender đây nè. Đầu tiên là cái nón nha. Nhưng mà mình còn thiếu cái ngọc Ender, cái mắt của Ender chứ. Để bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít nữa thì mới đủ. Lấy ra luôn cái que đi cho nó tiện. Đổi ra bột quy lửa, và ghép lại tạo thành cái mắt của Ender. Rồi giờ thì hy vọng là đủ nè. Đầu tiên là cái nón. Nó cộng cho mình tới hai cái giáp xanh lận nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là nên nên dọn dẹp đồ lại á, chứ nãy giờ mình để đồ hơi bừa bộn. Cái tiếp là cái áo nha. Cái áo nè, nó các bạn thấy công thức của nó tốn cực kỳ nhiều chưa? Nổi cái áo không là tốn rất là nhiều vải nè, nên mình mới farm 2-3 lần như vậy. Vậy là mình đã có được cái nón cũng như là ủa cái nón mình ủa mình cho vô cái rương này rồi đúng không ta? À đây đây, cho vô cái ba lô. Rồi mình đã được hai món rồi đúng không? Kế tiếp là cái quần nè. Cái quần, ôi giờ lại thiếu cái mắt của Ender rồi, phải chế tạo thêm đó. Lấy thêm cái này nè. Ở đây còn mắt hay của Ender không? Ủa, hình như mình dùng hết bột quy lửa hay sao rồi? Để mình đổi ra thêm mới được. May mà hồi nãy mình có. Ủa lúc trước chứ, lúc trước mình có farm mấy cái mắt của Ender để dành á, để không thôi là giờ không có mà chế tạo rồi. Và cuối cùng là cái ủng. Ui may quá, mình thừa còn có 8 cái rồi nè. Suýt nữa thì thiếu rồi đó. Rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy thì mình sẽ thử mặc cái set đồ này và cho các bạn biết công dụng thần kỳ của nó nha. Ở trong cái mô tả của set đồ thì nó sẽ cho mình một cái kỹ năng đặc biệt, đó chính là bay lượn. Và bây giờ mình sẽ thử cởi set đồ của vua khám phá, cởi đôi cánh và mặc set đồ này vào. Đó, các bạn có thấy gì chưa? Trên người mình có cái phong ấn của rồng ở phía trước ngực nè, và đôi mắt của rồng ở trên đầu luôn. Và bây giờ mình sẽ thử bay. Cảm giác bay không cần cánh thật là tuyệt các bạn ơi, coi này. Đó, mình thích bay thì bay, thích đáp thì đáp, và rớt xuống nó cũng không có mất máu luôn nha. Mặc cánh nhiều khi mình rớt xuống nhanh quá nó cũng mất máu như thường, mà cái này thì bẹp. Không mất một tí máu nào luôn. Để mình coi coi. Nó chỉ có khả năng đặc biệt đó là bay thôi hả? Và cái anh Golem bằng xương á giờ cũng hết giận mình rồi nè. Nhưng mà mình không biết làm sao để cho ảnh hồi máu là hết trơn á. Ui như hôm qua mình quýnh ảnh cái anh mẻ tráng hay sao rồi nè. Ồ chết rồi, ảnh mẻ tráng rồi. Ui người ảnh thì xương ảnh á cũng bị có vết nứt rồi nè các bạn. Thì tình lúc hôm qua mình giật mình á, cái mình quay lại một phát mình đập phát một anh mẻ tráng luôn rồi. Trời ơi. Không biết có cách nào để ảnh ăn hồi máu không nữa. Nhưng mà thôi tạm thời thì chắc mình sẽ có nên cường hóa không ta? Mình nghĩ cái set đồ này nên cường hóa lên một xíu đi. Và mình sẽ cởi những cái dòng enchant trong cái set đồ của cái gì tập trưởng mộc sừng ra quá. Tại vì tập trưởng mộc sừng mình chưa có ép cái dòng mà sửa chữa ấy, nên mình nghĩ có thể cởi ra được. Rồi giờ mình sẽ cởi qua cái set đồ của rồng Ender mà mình vừa chế tạo nha. Đầu tiên là nón nè, kế tiếp là áo, rồi tới quần, và cuối cùng là ủng. Và khi mặc set đồ này thì mình sẽ trở lại thế giới Twilight Forest đó, để mình đánh cái nữ hoàng băng giá, để mình có thể lấy được cái trophy của nữ hoàng nhá. Tại vì mình còn thiếu trophy của nữ hoàng cơ. Lấy luôn cái ba lô nè. Runesuker thì ở đây đó. Lấy Rusuker và mấy thứ này thì mình nghĩ nên đem theo thịt để ăn cho đỡ đói nè. Bạn mua ban chan thì cũng không cần. Vũ khí thì cũng ổn rồi đó. Ơ mà chết, trời ơi, mình thiếu một thứ rất là quan trọng, đó chính là bản đồ. Xuống đây không có bản đồ thì hơi khó để định vị vị trí của mấy con boss nữa. Rồi mình đã trở về nhà và mình sẽ bay vô nhà một cái nè để lấy cái bản đồ á. Giờ mình khỏi cần di chuyển trên mặt đất cũng được, bay rồi. Nó cứ như chế độ sáng tạo rồi đó, bay thoải mái luôn. Đây cái bản đồ của mình nè, không biết có nên đem theo cái gậy không ta. Thôi không cần gậy đâu, giờ mình bay được mà cần gì gậy. Rồi có bản đồ trên tay và mình sẽ trở lại thế giới Twilight Forest nha. Xuống đây chắc mình sẽ tìm một vài loại thức ăn để mình ăn quá, chứ giờ mình hết thức ăn mất tiêu rồi. Bật bản đồ lên, mình sẽ đi về hướng đây là hướng nam, mình sẽ đi về hướng nam một xíu để tới chỗ của nữ hoàng mùa đông nhá. Mình đã bay tới tòa tháp của nữ hoàng rồi các bạn ơi, và đây chính là những cái hình ảnh bên ngoài tòa tháp nè. Mấy cái khối này thấy vậy thôi chứ nó có khả năng đổi màu á, các bạn nhìn kỹ là sẽ thấy sự thay đổi màu sắc trên mấy cái khối nè. Nó cứ chuyển động, và đây hình như cửa vào đúng không? Nhưng mà mặc cái set đồ này nó lại một có một cái điểm bất lợi, đó chính là mình không thể nào mà nhìn ban đêm được.
Tối thui à. Không biết mình có nên đổi set đồ không ta? Mình nghĩ nên đổi set đồ đi chứ. Trong đây tối thui thì các bạn rất khó xem ấy. Để mình lưu chỗ của tòa tháp nữ hoàng là một cái. Họ sẽ đói thì mình sẽ trở về nhà để lấy set đồ và trở lại cho các bạn dễ xem hơn nhá. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trang bị trong người một set đồ nào có khả năng gì trong bóng tối nhá. Và mình đã trở lại rồi đây. Trên người mình đang trang bị set đồ gì các bạn có biết không? Nhìn cái máu màu vàng vàng chắc cũng các bạn đoán được rồi đúng không? Đó chính là set đồ của vừa khám phá nè. Set này á, thì nó sẽ cho khả năng hấp thụ á, nên mình cũng khá là thích. Nhưng mà để khám phá cái này dễ dàng hơn thì mình nghĩ nên lấy theo cái đâu rồi? Cái rương đây. Không biết mình có mang theo cái ná xì lam không ta? À đây nè, có may quá. Đây là cái món mà mình có thể nói là sử dụng rất là nhiều trong cái chuyến khám phá thế giới Hexit này. Và bây giờ mình sẽ sử dụng nó để trèo lên những tầng cao hơn. Ở đây coi có đường nào nhỉ? Nhảy lên không ta? Mình định dùng cái ná này để bắn lên trên á. Cái này nó có mấy cái đường nó bị lắp mất tiêu rồi. Nhưng mà ở những tầng cao hơn thì nó sẽ có đồ, nên mình sẽ cố gắng đi lên cao hơn nữa. Bay lên nè. Đâu có cản được mình. Ui, phòng này có rương chưa? Ô, và cái trụ này nó đẹp cực luôn ấy. Cái này đào nó chậm quá à, phải đào nhanh nhanh. Chắc mình phải vơ một ít mang về để làm cái đồ trang trí nhà. Cái này mà trang trí nhà thì có thể nói là cực kỳ đẹp luôn. Nổi block thôi là đã thấy đẹp rồi, có thể tự đổi màu luôn á. Coi nào. À đây đây, có cái rương đầu tiên. Có băng. I win in God nè. Băng thì chắc mình không cần lấy đâu, tại vì băng á, thì mình cũng có thể farm nữa mà, nên cứ thoải mái thôi. Hướng này thì có vẻ hết đường rồi. Và trong đây nó có những cái rương á, còn chứa cả những cái món đồ đặc biệt của nữ hoàng chỉ mới có thôi á. Nên mình cần phải tìm những căn phòng đấy. Nè nè nè, như cái này thì sao? Giấu kỹ như vậy chắc là có đồ xịn đúng không? Được. Ui, làm sao để dính lên chẳng ta? Khó vậy? Ủa? Trời ơi, tưởng đâu cho đồ gì. Ui. Bắn lén. À chết rồi. Mình không có mang mũi tên. Trời ơi. Giống như ngày nào mình lại tiếp tục mang quên mang mũi tên mất tiêu rồi. Đập nè, cái tội bắn lén. Giờ mình sẽ mở cái rương này lại nha. Ui, cái này nó cao quá mình mở không có tới rồi. Phải 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 dùng cái ná xanh lam bay lên một cái thì mới mở được. Bay lên nè. Và cái này nó có I win in God có thể lượm được nè. Cái này là mấy cái mây wafer thì mình sẽ lấy luôn đi. Có cái ăn dần bụng cũng tốt hơn mà. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp những tầng kế. Quýnh phát. Nằm luôn. Ở đây vẫn còn nữa nè. Mấy con này thì là lính canh ở trong tòa tháp á, nên đánh một cái phát lúc nào thì nó cũng rơi ra tuyết hết. Ở đây có đường không mà nhìn kỳ vậy ta? À đây nó có đường nè, nhưng mà hình như dành cho dân bạc cua hay sao ấy. Mình thì làm gì biết bạc cua đâu nên ui. Mình bay lên bằng cái ná slam cho lành. Ấy. Đập đầu. Bay lên nè. Bay lên nè. Rồi giờ thì mới được. Và đây là một cái đường khác nữa hả? Ui, trên kia có rương, đây cũng có rương nữa. Ở những phần chơi trước khi mà đi khám phá mấy chỗ này á, mình còn nhặt được những thanh kiếm gì đóng băng nữa cơ. Để một xíu mình sẽ thử tìm cái rương. Ui, đây có cây Ice Bow nè, có vô hạn chậm hỏng và sức mạnh 3 luôn. Một cái áo Knight Play. Ui, được một cái áo mà từ mấy cái mà mình nhặt mới hồi nãy nè. Trái bơm băng nữa. Wow, xịn của nó. Mới vô đã nhặt được 3 món đồ rồi. Giờ thì chủ yếu mình tìm thêm cây kiếm nữa là đủ bộ. Và hướng này còn đường khác không? Ở trên kia như hết đường hay sao rồi. Để mình bay lên trở lại coi. Bay lên lại nè. Ui, bay cái này nhiều khi không đủ trớn á. Có vẻ trên đây nó cũng hết đường rồi. Bây giờ mình sẽ tìm một cái con đường khác dẫn tới chỗ của nữ hoàng luôn. Thường thường nữ hoàng sẽ ở mấy cái tầng cao cao á, chứ không có mấy cái tầng thấp này đâu. Hướng này vẫn còn đường. Cái này mình chưa lấy nè. Đi lên tiếp, lên tiếp. Ôi, mình mới nghe tiếng của con quái gì đó. Ủa, chỗ này mình đi chơi ta, nhìn quen vậy. Mấy cái thiết kế trong đây á, nó cứ na ná nhau thôi. Nếu mà các bạn không để ý kỹ á, nhiều khi lại đi nhầm vô mấy cái chỗ mình từng đi. Giật hết cả mình á. Hù hoài vậy mấy anh bạn. Ok, giờ mình sẽ tìm một cái con đường khác nhá. Ủa? Ủa là sao là sao? Nó cứ tự nhiên nó bị méo mó xong á, cái nó phát nổ hả, và nó biến những cái khối cực đẹp thành cái khối
Đất sét có màu rồi. Trời ơi mấy con này quậy ghê á. Ui nè nè nè, đây là mấy cái khối mà tòa tháp đang sử dụng nè. Wow, mình có thể lượm về á để làm mấy cái đồ trang trí hoặc là lót sàn thì cũng rất là đẹp. Hướng này hình như là hướng khác thì phải. Để mình trèo lên trên coi coi có rương gì không nhá. Chỗ này cao vậy mà không có rương ta. Đã vậy không có đường khác đi nữa. À đây đây có đường nè. Trời ơi nó giấu. Lại là chỗ ba cua. Mình đã nếm ba cua rồi mà cũng ép người ta ba cua hoài. Nhảy lên đây luôn nè. Trên đây thì lại có băng. Cái này là Arctic Fur hả? Lượm luôn đi. Chuẩn bị chuẩn bị. Bay lên. Đó được rồi được rồi. Coi coi ở đây còn đường nữa. Hy vọng là dẫn tới chỗ của nữ hoàng luôn đi. Để gặp nữ hoàng sớm. Mà có vẻ chưa tới rồi. Rồi nếu không tới thì thôi mình sẽ tiếp tục đi lên trên cao. Ôi các bạn nhìn mấy cái này nó có quen không? Ui trời giật mình à. Ui rồi 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 rồi. Đó. Các bạn có thấy lạ không? Tự nhiên nó méo mó xong cái nó phát nổ hả? Mình đâu có làm gì nó đâu, mình chỉ quýnh nó thôi mà. Mình đâu có làm gì nó đâu, mình chỉ quýnh nó thôi mà. Trời ơi kỳ ghê á. Ở đây có cái đường nè để mình sẽ dùng cái ná slam để trèo lên trên nha. Không biết cái đường này có đồ gì đây. Búng lên một cái thì mới mở rương được. Mở lên. Ê. Mới chết mình búng ngược hướng rồi. Phải búng lên như vậy nè thì mới mở rương được. Trong đây có mấy cái phơ nè. Một ít cái block lượm về luôn. Ở dưới đây làm gì có khác nữa ta. Kỳ lạ. Còn hướng này thì sao? Ui đây hai con luôn. Đừng 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 có nổ nữa nha. Rồi xong rồi xong rồi. Một con nổ một con nổ. Ui con kia cũng nổ luôn. Ủa làm sao để cản cho nó không nổ ta. Mình không muốn phá hủy công trình đâu. Mình chỉ muốn khám phá thôi. Chứ không có ý đồ là phá hủy cái chỗ của nữ hoàng. Trời ơi mấy con này làm vậy là chết mình rồi. Ủa sao chỗ này lại gào lại. À mình nghi lắm nha. Tự nhiên chỗ này bị gào lại nè. Chặt ra cho nó nhanh. Làm gì giấu mình được. Phải giấu cái gì sao cái này đúng không. Đúng luôn, giấu một cái rương với một căn phòng. Dám làm chuyện mờ ám sao cái chỗ này hả? Coi nào. Được một cái Ender Ball. Ủa con này không bắn được. À có mũi tên luôn nè. Ủa nhưng mà lỡ mình bắn cái mình còn mũi tên đâu mà xài. Thôi không test thử đâu, test thử mình hết mũi tên luôn á. Ở đây mình không có gặp con Skeleton nào nên không có dám test. Và cái con đom đóm này á, các bạn cứ tưởng là nó ngoài công dụng là dán lên tường đúng không? Nhưng mà mình có thể đội được đom đóm cơ. Hết hồn tướng đâu, đội xong bị crash game luôn chứ. Đó, nó giống như là mình mang theo cây đuốc gì đó. Đó, mình đi đến đâu là nó tự phát sáng à. Tắt hết đom đóm đi. Đó, các bạn thấy anh đó tối đúng không? Đi lại nè. Nó đom đóm sẽ soi sáng cho mình. Nhưng mà giờ thì không cần đâu, mình có cái... nhưng mà nếu mình đội như vậy có được không ta? Đội trên đây cũng không được, phải chi mang theo đom đóm được thì hay biết mấy. Vậy là cái chỗ này đã hết rồi. Nhưng mà nhìn cái chỗ này các bạn có thấy giống cái cầu thang không? Mình nghĩ trên đó vẫn còn đường á. Tự nhiên ở đây mình nghe tiếng gì lách cách á. Hơi lạ nha. Để giờ mình sẽ thử lên đây nha. Đó đây là một cái cầu thang nhưng mà bị che nè. Các bạn có thấy kỳ lạ không? Thảo nào mình thấy cái phần phần nóc của cái phòng ở dưới á. Nhìn nó lạ lạ. Ui đây vẫn còn đường, đây vẫn còn đường. Ủa? Nhưng mà trong phòng này không có gì hết, không có rương gì luôn. Mình nghĩ là ở trên có cái gì lắm á, để bây giờ mình sẽ thử bay lên cái nha. Đặt mà lóc nè. Rồi, mở thêm một cái tầng mới trên vẫn còn. Ui, được. Nhưng mà giờ là tới nóc rồi. À đây, còn đường nè. Ui, sẵn tiện đi cắm bể lên trên luôn, nãy giờ đi xa lắm rồi á. Được thêm một cây Ice Bow nè. Một ít mũi tên. Giờ là mình có thể test được cây cung Ender rồi. Hy vọng rằng đúng như cái tên của nó mình có thể dịch chuyển nha. Ui cung này bắn không có dịch chuyển được. Nó chỉ mang là cung Ender thôi chứ nào không có khả năng dịch chuyển các bạn ơi. À đây cũng có rương nè. Được một cây Ice Sword. Đây là cây kiếm mình tìm nãy giờ nè. Trời ơi có công thức không đây? Không có công thức nè, thế nên mình mới tìm á. Rồi dù sao cũng tìm được một cây kiếm ở thế giới này rồi. Kế tiếp thì mình sẽ đi lên trên chỗ cao hơn nha. Đồ ăn thì mình cũng gần hết mất tiêu rồi đó. Không biết có đủ để khám phá nốt chỗ này không nữa. Nhưng mà hy vọng là đủ. Rồi.
Ủa, tới rồi. À, đây chính là cái phần phần sàn của nữ hoàng băng nè. Ý, tới 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 rồi, tới rồi. Rồi, nhưng mà trước khi lên trên á thì đây là một nữ, là một con boss trong thế giới Twilight Forest á, nhưng mà lại là phụ nữ nên cho mình xin lỗi trước nha, mình không có muốn đánh đâu nhưng mà phải bắt buộc thôi. Rồi, giờ ủa? Chưa tới nữa hả? Giờ thì lên thiệt thôi nào. Ô, không không, quýnh thôi nào. Boss nữ hoàng chuẩn bị nha. Mình không có nương tay đâu phụ nữ. Ủa chưa tới nữa. Lâu vậy. Phụ nữ thì phụ nữ nhưng mà miễn là boss thì mình sẽ cố gắng tiêu diệt. Và hình như boss nữ hoàng có kỹ năng đóng băng á, nên mình bất cẩn một tí thôi là sẽ bị đóng băng như chơi. Rồi boss nữ hoàng. À, boss nữ hoàng có lớp băng bảo vệ bên ngoài nè. Ê, xuống xuống rồi. Mấy con lính ghét. Hai con vô đây. Ba con, bốn con vô đây. Rồi, hình như phải đánh bại hết mấy cái cục băng bảo vệ á thì mới được. Ui. Ui, nếu mình dùng cung thì sao ta? Ấy. Ui, dùng cung không quýnh nữ hoàng được. Ấy. Giờ sao quýnh nữ hoàng đây? Nữ hoàng có mấy cục băng xịn quá. À, chắc là phải lên trên cao quýnh với nữ hoàng rồi. Nữ hoàng à, trên cao quýnh được nè. Rồi còn lời gì nói không nữ hoàng? Nếu không thì chuẩn bị đi. Lên đây. Mình trèo lên trên thì không chịu kìa. Ui gung ơi, nữ hoàng sợ gung mình rồi. Thôi sợ thì sợ nhưng mà bắt buộc phải đánh bại nữ hoàng thôi. Như vậy thì đó, mình đã đánh bại được nữ hoàng băng và rơi ra một cây cung gì nè. Không biết cung gì đây. Đây là trai bow hả? Trai bow bắn được gì nè? Ồ, bắn một phát ra một ba mũi tên. Wow, xịn thực sự. Bắn một lần ra ba mũi tên theo hình dọc nè các bạn ơi. Ồ, được á. Wow, được được được. Nhưng mà nếu cái này ép được dòng vô hạn không ta? Nếu mà ép được dòng vô hạn thì chắc thích lắm á. Và ớ chết, nãy giờ mình quên nhặt cái trophy. Vậy là mình đã nhặt được cái trophy của nữ hoàng rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi ra ngoài tòa tháp và coi coi còn cái gì để khám phá không nhá. Tại vì hôm nay cũng có thể là cái chuyến khám phá cuối cùng của mình ở dưới thế giới này rồi á. Rồi giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở ra khỏi tòa tháp nhá. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được bộ sưu tập trophy của mình rồi các bạn ơi. Chỉ thiếu may mắn một xíu là mình không tìm được chỗ của con Westing Ram này thôi. Nếu mà tìm được thì mình sẽ đánh nó luôn rồi. Nhưng mà mình hơi đen á. Thôi kệ đi. Dù sao thì mình cũng đã chế tạo được những cái set đồ cực kỳ tốt trong thế giới Hexit. Và ở phần chơi nâng cấp này á thì chúng ta còn có set đồ của vua khám phá cho mình khả năng thở dưới nước, chống lửa, nhìn trong bóng tối cũng như là hấp thụ cực kỳ tốt luôn. Ngoài ra mình còn sở hữu riêng cho mình một set đồ của rồng Ender. Với set đồ này thì mình có thể thoải mái đi khám phá vì nó sẽ cho mình cái khả năng bay lượn á mà không cần phải mang cánh trong người luôn nè. Đó, đã vậy bay còn nhanh nữa chứ. Và hy vọng rằng á ở những chuyến khám phá sau thì chúng ta có thể chạm trán được những cái con boss mạnh hơn này, chế tạo được những món đồ xịn hơn và gặp được nhiều thứ mới lạ hơn nhá. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chuyến khám phá trong thế giới Hexit lần này, và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến khám phá kế tiếp nhá. Còn bây giờ thì bye bye.